Cháu vào nha. Kèo này nó gọi là quá nhanh, quá nguy hiểm. Chưa kịp mở lều, mở rùm ra các bạn. Mái các bạn. Không con trên này. Không mệt lắm đâu. Về thôi. Mái to ghê các bạn. Đấy. Chưa kịp mở rùm luôn, đang mở rùm chỗ này. Nhà đã sập rồi các bạn. Quá nhanh luôn. Không kịp trở tay tại vì nó ở trong bụi này mà em đánh giáp đây luôn nên nhảy bục luôn. Chào các bác nhá. Kết thúc ngày hôm nay 4 con các bạn. Buổi sáng. Bây giờ cũng 12 giờ rồi. Đi về ăn cơm nữa, chào các bác. Chào các bác nhá. Mày rảnh lại đi đánh kèo bình bịp. Vẫn mong một trống mái đi các bạn. Con trống này con trống bể đấy các bạn. Nói chung là cứ nhấc bổ ra nó lại kêu mà, đúng không? Nó bể một lần rồi, vài lần rồi nó ra thành tật rồi. Bây giờ không chữa được nữa. Trăm căng mấy căng không chữa được nữa. Mang đi đấy. Nói chung nó vẫn chơi tốt lắm, như một cái máy luôn các bạn.
Xong rồi, lại nhảy vào con mồi bể các bạn. Chào các bạn nha, nó hầm em hơn 40 phút rồi các bạn. Con này hàng quá các bạn, lao hẳn đi xuống ngọn cây xuống, còn đang nghịch điện thoại không đi. Xong rồi, lại sập vào con mồi bể các bạn. Chào hoa nhá, ở đây mình ra cho các bạn xem. Nó cứ ăn một con mồi bể này chứ các bạn. Nhưng không sao, con bể này được rèn luyện rồi các bạn. Chạy gái nhấc bổi ra cái lại kêu. Con này cũng nó quá hăng luôn, con chim mọc này các bạn. Con kèo này còn được khoảng 10 phút đang ngồi xem điện thoại đấy chứ. Con chuột rơi ở chân xuống đây. Đấy, đi vào con mái. À, đây con mái các bạn. Còn con được kia nữa. Đây, lồng vip đây. Nói chung mồi bể nhấc ra cái kêu ngay. Nhấc ra cho các bạn xem nhá. Chạy đâu được. Một tí cái nó lại kêu ngay các bạn. Cầm ngược tay hơi khó quay. Đây con đực các bạn. Mỏ này là mỏ đực. Đây con mái của em này. Thôi chào các bạn nha. Bạn nào cần mẹt lồng bẫy cứ liên hệ em nha. Lồng bao đẹp bao chắc chắn cho các bác luôn.
hàng bảo hành luôn các bạn, full inox 100%. Chào các bạn.